Khói lửa bao trùm mặt tiền dãy ki-ốt ở Hà Nội, người dân hoảng hốt bỏ chạy. Khoảng 13 giờ ngày 13 tháng 5, tại dãy ki-ốt dọc đường chợ Quất động, xã Quất động, huyện Thường Tín, Hà Nội đã xảy ra hỏa hoạn. Nhận được tin báo, đội cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Thường Tín đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khoảng 4 ký bị cháy biển quảng cáo và các vật dụng để ở mặt trước cửa hàng. Theo chủ các ký ốt, nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện tại biển quảng cáo gây cháy. Hiện công an huyện Thường Tín đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.